Ngày 31 tháng 7, thành phố Hải Phòng đã tổ chức biểu dương khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Năm học 2023-2024, thành phố Hải Phòng là một trong ít địa phương có 4 học sinh tham dự ở 4 đội tuyển toán, lý, sinh và tin học đều đạt được huy chương. Nguyễn Sĩ Hiếu, 12 chuyên sinh học, đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic sinh học quốc tế. Nguyễn Thành Duy, 12 chuyên lý, đạt huy chương bạc kỳ thi Olympic vật lý quốc tế, huy chương đồng kỳ thi Olympic vật lý châu Á. Phạm Trần Minh Đức, 12 chuyên toán, đạt huy chương đồng kỳ thi Olympic toán quốc tế. Nguyễn Tùng Lâm, 12 chuyên tin, đoạt huy chương bạc kỳ thi Olympic tin học châu Á. Với những thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi Olympic khu vực và quốc tế, thành phố Hải Phòng biểu dương khen thưởng 4 học sinh và thầy cô trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú có các học sinh đoạt giải với số tiền trên 2,7 tỷ đồng.